Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin sáng ngày 31 tháng 3 của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, với đa số phiếu đồng ý, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam. Công bố kết quả bỏ phiếu vào sáng nay ngày 31 tháng 3, trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý cho biết có 472 phiếu tương đương với 95% tán thành bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch Quốc hội, thay thế ông Nguyễn Sinh Hùng vừa thôi chức vào chiều qua. Trong 484 đại biểu bỏ phiếu thì có 9 người không đồng tình, 3 phiếu không hợp lệ. Đầu giờ làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận báo cáo Quốc hội về kết quả tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quốc hội cũng đã thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sáng nay, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015 được công bố. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, năm nay Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Lào Cai là những địa phương nằm trong nhóm có thứ hạng cao. PCI là bộ chỉ số để đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và mức độ hỗ trợ của chính quyền đối với các doanh nghiệp. Theo VCCI, năm nay có hơn 11.000 doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia điều tra, mức cao nhất từ trước đến nay. Ngoài bảng xếp hạng như mọi năm, báo cáo PCI năm nay còn có chương riêng phân tích về doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và một chương riêng đánh giá về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nguồn nước ngọt dồi dào sẽ về đến vùng đồng bằng sông Cửu Long trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 4 tới đây. Đây hẳn là thông tin mà bà con chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn gay gắt tại khu vực này đang rất mong chờ. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trong tháng 4, các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trong phạm vi 25-40 km sẽ có nước ngọt khi thủy triều xuống thấp. Sau thời kỳ dồi dào nước ngọt nói trên, độ mặn có khả năng biến đổi phức tạp và tăng mạnh trong tháng 5. Vì thế, các địa phương cần tập trung tối đa phương tiện để tận dụng nguồn nước ngọt này. Trong đó thì đặc biệt chú ý mở các cống ở hệ thống ngọt hóa Gò Công, Nam Mang Thiết để bơm khi nước ngọt xuất hiện lúc mực nước vừa và thấp. Nhưng lưu ý khi lấy nước, cần phải kiểm tra độ mặn của nguồn cấp. Chuyển sang các thông tin thế giới, Pháp ngày hôm qua đã tăng cường các biện pháp an ninh bổ sung sau loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Bruxelles, Bỉ hồi tuần trước. Theo đó, thì Pháp sẽ điều chỉnh và mở rộng các hoạt động giám sát của quân đội trên khắp cả nước. Trong đó, các binh sĩ sẽ được phép tăng cường tuần tra trên các tuyến phố, tuyến đường ở thủ đô Paris. Hồi tuần trước, ngay sau loạt vụ tấn công ở Bỉ, Bộ Nội vụ Pháp đã thông báo triển khai 1.600 nhân viên cảnh sát bổ sung để tăng cường an ninh tại biên giới và trên các phương tiện giao thông công cộng. Riêng tại thủ đô Paris, có tổng cộng 400 binh sĩ được bổ sung. Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ tư sẽ khai mạc vào ngày hôm nay tại thủ đô Washington, Mỹ. Dự kiến trong hai ngày họp, lãnh đạo của gần 50 nước tham dự sẽ thảo luận về các mối đe dọa an ninh hạt nhân, nguy cơ các tổ chức khủng bố thu thập, chế tạo và sở hữu các loạt vũ khí làm từ vật liệu hạt nhân. Phía Mỹ mong muốn hội nghị này là diễn đàn để nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về mối đe dọa từ nguy cơ khủng bố hạt nhân trên toàn cầu. Qua đó thúc đẩy các cam kết quốc tế về tăng cường an ninh hạt nhân, vật liệu phóng xạ. Hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới Boeing của Mỹ hôm qua thông báo kế hoạch cắt giảm 8.000 nhân viên trong năm nay nhằm tiết kiệm chi phí để cạnh tranh với đối thủ Airbus. Trước mắt, từ nay đến giữa tháng 6, hãng này sẽ cắt giảm 4.000 nhân viên ở bộ phận sản xuất máy bay thương mại và 550 nhân viên ở bộ phận thí nghiệm và bay thử. Và mục tiêu của hãng là cắt giảm 10% nhân viên trong năm nay, tức là khoảng 8.000 lao động. Việc cắt giảm này sẽ giúp Boeing tiết kiệm được khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện E. Johns Hopkins vừa thông báo họ đã thực hiện thành công ca ghép gan và ghép thận đầu tiên ở Mỹ giữa người cho và người nhận đều có HIV. Ca phẫu thuật này được thực hiện cách đây 2 tuần và hiện các cơ quan nội tạng sau khi được cấy ghép đang hoạt động tốt. Hiện các bệnh nhân ghép thận đã được ra viện, còn các bệnh nhân ghép gan dự kiến sẽ được ra viện trong một vài ngày tới. Tiến sĩ Seagev thuộc Trường Đại học E. Johns Hopkins cho biết thành công của ca ghép tạng đầu tiên giữa hai người có HIV này sẽ giúp kéo dài cuộc sống cho những người có HIV khi mà có tới hàng trăm bệnh nhân nhiễm HIV sẵn sàng tham gia hiến nội tạng của mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.